Khang Audio Bình Dương xin kính chào các đồng chí, chào các bạn. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã đăng ký kênh YouTube của mình cũng như xem những cái video của mình. Một lần nữa, trân trọng cảm ơn. Báo cáo với các đồng chí, lại qua giờ giới nghiêm, tức là 22 giờ nhá. 22 giờ là giờ giới nghiêm nam nữ thụ thụ bất thân. Video trước mình đã giới thiệu tới các đồng chí chiếc đài Sanyo có model là M9250K. Đấy, là soi các ngõ ngách chân ốc rồi phên vỉ xem nó còn zin hay không. Đấy, test radio các thứ rồi nhá. Test radio thì lúc nãy là chỉ có test FM thôi. AM nó cũng bắt tốt nhá. Đấy, tức là con này nó hoạt động tốt tất cả các chức năng từ FM cho tới AM rồi băng từ chạy chuẩn. Đấy, thế nhưng mà cái video trước mình không test phần cassette. Thì vừa rồi có một người anh em điện thoại cho mình bảo sao ông không test nốt cái phần cassette xong lắp vào để cho tôi xem, để xem để tôi còn bàn bạc với lại mệnh hệ phu nhân. Đấy, thì mình cũng xin coi như thế là gửi lời cảm ơn sâu sắc tới người anh em đã coi như thế là đóng góp những cái ý kiến coi như là để mình ngày càng hoàn thiện hơn trong những cái video tiếp thị sản phẩm tới đồng bào đồng chí cả nước. Người xưa có câu nhân vô thập toàn, có phải không các đồng chí? Bàn tay có ngón dài ngón ngắn, những cái video của mình làm nên cũng vậy, nó cũng không thể coi như thế là hoàn thiện hoàn mỹ 100% được, nó cũng có một cái khiếm khuyết nào đó. Thế nhưng cái khiếm khuyết đấy nó cũng chẳng to lớn, nó cũng chỉ nho nhỏ thôi. Đấy, nó chỉ nho nhỏ thôi. Còn về vấn đề chất lượng nhé, về vấn đề chất lượng thì đương nhiên rồi. Đấy, chỉ những đệ tử văn võ song toàn đủ tiêu chuẩn thì mình mới cho xuất sơn nha. Đấy, sư phụ mới cho xuất sơn. Thế còn về cái vấn đề ví dụ như ngôn từ trong cái vấn đề tiếp thị sản phẩm thì cái ngôn từ của lão nông Chi Điền thì mong các thủ trưởng cũng như các đồng chí coi như là cũng nhiều khi cũng gọi là bỏ qua cho nha. Cái ngôn từ của lão nông Chi Điền thì mình cũng không muốn nói sâu làm gì cả nha, tại vì các đồng chí với lại các thủ trưởng thì thừa biết rồi. Thế thì bây giờ mình test nốt cái phần cassette nha. Mình đã cho nó ăn điện sẵn rồi, thế nhưng mà chưa ra lệnh nha. Chưa ra lệnh, bây giờ ra lệnh phát là nó dây lên ngay. Long.
tôi quay buồn. Ta nghe những chuyện mù mờ chúng mình gặp nhau. Anh biết thứ gì mà anh không dám trao đến cho em. Thôi đừng nhắc nữa, kéo anh hẹn cùng rồi. Ai bảo anh thua yêu mà chẳng tỏ bày. Này người yêu ơi, chẳng tỏ bày sao anh. Em cũng biết nên đã yêu rồi chẳng rời nhau. Nốt cái bằng radio của cái bằng AM nhá. Đấy, để tránh lại mang khiếm khuyết nhỉ. Đấy. Từ từ mình rút điện ra, để rút cái này ra đã. Bỏ nó ra đây. Bây giờ phải ngửa nó lên nhá. Cái này lại không nghiêng được, cái này phải ngửa cơ. Xem này, có khi nó lại nhầm. Phải xem cái công tắc ở đây. Ở ngoài FM, AM ở dưới. À, các cái một lớp có thể kèm theo hiện tượng là đấy. Cái này phải xoay hướng nhỉ? Đấy, phải xoay hướng. Nó đây.
Nó sôi như vậy là đương nhiên nó sẽ bắt được nhá. Đấy, nhưng mà mình chỉnh trực tiếp vào cái con tụ xoay này ấy, thì là nó sẽ khó bắt hơn là mình chỉnh qua cái sóng kia, qua sóng kia để nó còn qua cái bánh xe nữa, nó dễ chỉnh hơn nhá. Họ xin phép dừng clip ở đây. Trân trọng cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái. Merci.